khúc này để tặng lại anh. Anh nghe nhé, anh yêu. Khi mà người ta tung một cái album ra thì thường thường là người ta sẽ giữ bí mật cho đến phút chót. Một đó là một cái cách làm chúng ta thấy từ lâu rồi. Khi mà tung album ra người ta sẽ có nghĩa là lâu lâu sẽ khơi mào một chút xíu, nhưng mà tất cả những gì cho album đều nằm trong vòng bí mật. Thì tại sao Hoàng lại quyết định chọn cái việc là tung album của mình lên online chứ? Thì vẫn không hiểu được cái đó. Tại vì bây giờ internet phát triển rất là mạnh, và đặc biệt là những trang web mạng, những trang web về âm nhạc như riêng MP3 chẳng hạn, thì sẽ giúp đẩy mạnh và đưa cái album của mình đến quý khán giả nhiều hơn. Với cái hình tượng một cô gái có cá tính vừa lại vừa một hơi mang hướng một dịu dàng và có hơn một chút gợi cảm nữa. Trong tương lai chắc có lẽ là Milan sẽ cố gắng phát huy cái hình tượng này của mình. Quý vị khán giả sẽ thấy Milan sẽ càng ngày sẽ càng hoàn thiện hơn. Cho tim em luôn thấy ấm áp sao khi anh ve vuốt như bao tia lửa khẽ lướt qua da anh êm mướt như thanh nam châm cuốn hút lấy em, da anh êm ấm cho em say đắm.